Chiều ngày 12 tháng 10, Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại Cộng đồng quán triệt kỳ quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an. Theo đó, quyết định số 22 bao gồm 16 điều và 2 biểu mẫu, trong đó quy định rõ ràng về đối tượng thụ hưởng, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, mức vốn vay, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay, và trong đó có quy định cụ thể về nguồn vốn cho vay để thực hiện quyết định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận đánh giá cao Bộ Công an đã đề xuất xây dựng chính sách này để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành. Việc tham mưu chính sách này cho thấy, Bộ Công an không những trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, mà rất chú trọng việc thực hiện chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai quyết định số 22 có hiệu quả, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đưa chính sách nhân văn nhân đạo này thực sự đi vào trong thực tế đời sống.